Sếp. Thôi mà sếp. Sếp. Các cô phải hiểu và các cô phải thương tôi chứ. Các cô có biết không, sếp tổng chửi lên đầu lên cổ tôi. Tất cả dự án căn hộ, dự án đất nền, các cô bán chậm, các cô bán không được. Tôi đứng ra đứng mũi chịu sào, chịu đựng hết tất cả mọi thứ. Dạ, em biết. Nhưng mà tôi có cảm giác như các cô vô cảm, không biết yêu thương người sếp của mình, hy sinh tất cả vì công ty. Cô có biết hoàn cảnh của tôi không? Dạ. Gà trống nuôi con mấy năm nay. Mấy năm nay rồi, đâu có gà mái nào đâu. Dạ. Tôi đi lại gần tôi mới dẹt dè dè cái cánh là bỏ chạy mất tiêu hết trơn rồi. Cái số tôi nó hẩm hiu nó khổ vậy. Thôi mà sếp, tụi em thương sếp mà. Hôm nay tôi không cần nhiều, chỉ cần những lời nói của các cô là động lực để tôi tiến tới trong cuộc sống. Dạ. Các cô có thương tôi không? Dạ có. Các cô thương ai? Tụi em thương sếp Tùng. Ừ, đúng rồi. Sếp Tùng là người hy sinh rất nhiều cho công ty, không bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Ủa, cái gì vậy? Thương ai? Dạ sếp Tùng. Tôi giỡn mặt với các cô hả? Bây giờ tôi nói quá trời quá đất, cuối cùng các cô lại thương sếp Tùng. Các cô không thương tôi mà thương sếp Tùng là sao? Sếp ơi, sếp bình tĩnh đi. Thiệt ra là sếp khổ một, chứ sếp Tùng mới là khổ 10 lận đó. Sếp Tùng còn chết nhiều lắm sếp à. Vậy hả? Dạ. Đúng rồi sếp. Sếp Tùng khổ lắm mà. Đúng rồi đó sếp. Bị xì chết hả? Đúng rồi. Thì thương quá ha. Dạ. Tội nghiệp quá ha. Dạ. Tôi giao nhiệm vụ cho các cô nha. Đúng sáng mai nộp đề án phát triển của công ty trong vòng 6 năm tới. Ai không nộp, tôi đuổi việc. Hả? Sếp. Cái gì? Thích hợp đi đâu vậy? Sếp đâu kể tôi hỏi chi? Nè, em biết làm cái gì chưa? Đem mấy cái hồ sơ này đi photo cho chị đi. Còn cái này nữa. Làm luôn cái này đi em. Ủa mấy chị, mấy chuyện này đơn giản quá mà. Mấy chị tự làm đi chứ. Ủa, em biết nói mấy chuyện này đơn giản mà sao em không làm đi? Em đâu phải thuộc quyền sở hữu của chị. Nè nè, nãy em không nghe sếp Tài nói hả? Sắp tới á là mình phải trình hết tất cả các dự án của 6 năm lên cho sếp. Rồi tụi chị phải lo những cái chuyện lớn đó. Những cái chuyện con này nè, em làm đi. Em không làm. Nè, em không nghe anh Tùng nói á. Kệ, con này láo à. Ê, em nhỏ hơn tụi chị đó nha. Có cần tụi chị dạy em không vậy? Sao? Tôi có ba tôi dạy tôi mà. Đâu có cần mấy người dạy. Ý là quen sếp Tùng rồi muốn làm gì làm hả? Nè, bây giờ túm lại có chịu làm hay không? Dạ. Sao? Kênh hả? Láo nè. Dạy cho nó bài học. Làm thì làm. Phải ngoan vậy chứ. Thôi, đi ăn trưa đi. Ê khoan, ăn gì giờ? Ê. Con nhỏ này. Em qua mắt quá. Ê. Trời ơi. Cái gì vậy? Đây là công ty chứ không phải cái nhà trẻ mà hành xử kiểu đó nghe chưa? Con nói là con chó mắt cũng đi đường mà. Đừng có xạo. Cứ cái thái độ đó sớm muộn gì cũng bị đuổi. Làm ơn lớn lên chút xíu đi Vi. Gây sự hoài vậy. Công việc thì làm không được gì hết. Sao chú biết không làm được việc? Chứng minh đi, đừng có nói xuông như vậy. Anh Tùng, tôi coi thử cái hợp đồng này. Sao em thấy nó không ổn anh? Ủa, Vi? Dạ. Wow, bữa nay đi đâu mà đẹp dữ vậy ta? Em chuẩn bị đi gặp khách hàng. Ghê thiệt. Tại vì vô đây làm việc cũng lâu rồi, giờ phải làm việc chứ. Không thôi người ta không có thấy cái năng lực của mình. Người ta chửi trên đầu cha mình chết. Soạn lại hợp đồng. Anh. Thôi em ngồi xíu đi đi. Dạ. Anh hỏi nè, bữa nay em đi gặp ai vậy? Cái anh gì á? Cái anh gì hôm bữa đó, cái anh hôm bữa. Anh hôm bữa đó, cái anh gì em quên tên rồi. Cái anh bữa chắc anh hồi bữa anh biết mà đúng không ta? Cái anh mà giám đốc cái gì đó. Thôi được rồi, anh biết rồi.
Mệt quá à. Chưa có tìm được mối nào đúng không? Bài đặt nữa. Thôi được rồi, nói nghe nè. Anh sẽ giới thiệu cho em làm một cái mối này. Một cái mối của anh nha. Cái mối này rất là lớn nha. Em phải cố gắng, biết đâu á kìa là em win được một cái hợp đồng với công ty á. Chuyện nhỏ thôi. Chắc chắn danh lần này em sẽ win hợp đồng đó. Đâu, giới thiệu cho em đi. Nhưng mà khoan. Hả? Đây là một nhân vật rất là có tiếng trong giới bất động sản. Không có đơn giản đâu. Em phải cố gắng đó. Mà ông ta hơi đáng sợ đó. Cái gì vậy? Ủa gì vậy cô Linh? Trời đất ơi, trời ơi, sao nghe mùi rượu không vậy? Em đi quậy từ tối hôm qua tới bây giờ luôn, thấy em bệnh không? Bệnh cái gì trời ơi, thôi xỉn đi về nghỉ đi. Tại sao tối qua em xỉn, em gọi điện thoại anh không em ơi? Tối hôm qua tôi làm về mệt tôi ngủ. Anh đứng lại nói chuyện với em anh. Thôi tự nhiên là chọt cái chân vô đây cái chỗ cái bóp của người ta làm ăn. Anh tại mà... sao anh trốn tránh em hoài vậy? Trốn cái gì? Em có làm gì có lỗi đâu, em tốt mà. Thì cô tốt nhưng mà tôi đâu có công chuyện làm rồi, tôi có con cái, tôi lo đủ thứ hết, đâu có đi chơi với cô được. Nè, bây giờ đêm qua mình không gặp nhau, mình không quậy được thì bây giờ mình quậy đi. Quẩy đây. Trời ơi, giờ này vũ trường quán bar nào mở mà quẩy không quẩy. Dễ quá mà về nhà anh mình bật nhạc lên mình quẩy. Thôi, nhà tôi có mấy đứa nhỏ nó quẩy là gần cũng chết rồi, bây giờ về nhà mở nhạc lên quẩy nữa thôi. Vậy thôi mình quẩy đây luôn. Mình quẩy đây luôn, lên. Trời ơi, lên nóc nhà. Trời ơi, ngoài công viên ngoài la sùm trời đất, một hồi lên nóc nhà cái gì, lên phường bây giờ đó. Đi về. Về bây giờ anh phải chăm sóc và lo lắng cho em. Tôi anh Tùng ơi, tôi đưa cô về nhà cô Linh ơi. Rồi, đưa về chú nhà Tùng anh. Chú Tùng, tôi nói chú Tùng nghe, cho đang bận nè. Chú Đức đừng có hiểu lầm. Chứ sao? Xỉn rồi. Trời ơi, đàn bà con gái mày thiệt tình cái con này. Nè, tôi nói cho chú nghe. Dạ. Chú cho tôi hỏi về Vi nghe. Gái tôi á, không biết nó có bận việc gì ở cơ quan không, sao giờ chưa thấy nó về. Nó đi quẩy rồi. Thôi mày nín giùm tao đi, cho tao hỏi sếp của nó coi. Ủa? Bây giờ đi về. Bây giờ mày nín giùm tao để tao hỏi. Ông tao đang nôn, tao muốn gặp con gái tao mà. Chú Tùng, chú... mày nánh không? Mày em kìa. Mày nánh. Thôi đi vô đó ngồi đi. Ủa ghê vậy. Ôi, nhức cái đầu chịu không nổi luôn rồi. Tôi hỏi con Vi sao chú? Con Vi á, nó thường ngày nó hứa với tôi cái gì là nó giữ đúng lời lắm. Nó nói bữa nay á, nó sẽ đúng giờ nó về. Chắc hẹn ăn uống gì đó với mấy đứa trong công ty đó chú ơi. Hẹn ăn uống gì với mấy đứa trong công ty? Thường thường nó về mà nó đi với tôi, về đó nó ăn uống với tôi mà. Được rồi, chú đừng có lo, để con gọi điện thoại cho công ty biết liền chứ gì đâu. Trời, con chút nghe. Alo, trọng, có trong công ty giùm tôi có Vi trong đó không? Hả? Đi tiếp khách hả? Đi khách. Con điên. Bây giờ hỏi kỹ lại coi là đi với ai, đi tiếp khách với ai. Khách là người nào? Cái gì? Ken Nguyễn hả? Hỏi địa chỉ gấp. Hỏi địa chỉ của con Vi đi gấp. Nhắn tin vô điện thoại cho tôi liền nha. Rồi. Ken Nguyễn là ai? Cái tay này là một cái tay đáng gờm ở trong giới bất động sản đó chú. Em chào chú. Gặp tôi à? Dạ. Tôi như thế này mà gọi tôi là chú à? Dạ. Tôi còn trẻ lắm, sao gọi tôi bằng chú?
Hân hạnh chào em. Dạ, chào chú. Em tên gì? Dạ, con xin giới thiệu, con tên Vi. Nè, dạ. Nếu xưng bằng con là tôi đi ra ngoài liền. Hãy kêu bằng anh em đi cho nó dễ, đúng không nào? Dạ. Trong kinh doanh, chỉ xưng hô là anh và em và chị. Đừng bao giờ cô, cậu, chú, bác. Như vậy, cái người nghe người ta cảm thấy người ta tủi thân, bởi vì chẳng khác là nói như vậy, nói người ta già. Chỉ là anh em thôi. Không thoải mái đúng không? Ở trong giới địa ốc này, rất là nhiều cái miệng đồn rằng Ken Nguyễn là một tay rất đáng sợ. Họ nói đúng. Nhưng tôi chỉ đáng sợ với những ai láo léo với tôi kìa. Còn cô thì sao? Một con thỏ như thế này, nỡ lòng nào một con sư tử già như vậy mà ăn thịt. Nói đúng không? Dạ. Nóng quá. Cái nhà hàng này mai làm đèn nó hư hết rồi. Con, dạ. Làm cái gì vậy? Dạ chú, xin lỗi chú, chú làm con giật mình. Giật mình cái gì? Chú cứ chồm chồm với người con ngoài. Tôi chồm vô tôi ăn thịt cô à? Tôi vô chồm vô tôi lấy cái remote. Kỳ mắt quá. Vàng này vàng xịn nè. Trời ơi. Là là. Alo Vi. Alo. Sao nãy giờ gọi bây giờ mới chịu bắt máy là sao? Rồi lè nhè xỉn được không? Nhậu hay không là quyền của tôi. Chú hỏi cái gì? Nè, ăn nói với ai vậy hả? Đang ở đâu? Đang ở nhà hàng Hải Đăng. Gì vậy chú nói đi, nhanh đi. Có gì không? Liệm mở biểu mở loa lên lên đi. Hỏi coi nó có bị gì chưa? Đó, nghe ba hỏi chưa? Bị gì chưa? Ba hả? Con đang đi làm mà. Làm ăn cái gì? Giờ nó la kìa. Gì vậy? Bên làm gì nó đó. Dạ, không có gì, không có gì. Không có gì hết. Nè Vi à Vi, con nghe chú nói nè. Ken Nguyễn không phải là một tay đơn giản ở trong giới kinh doanh đâu, nghe chưa? Ai cũng biết tính của ông hết đó nghe. Nghe chưa? Mệt chú à, chú đừng nói nữa. Đừng có cứng đầu, nghe lời chú đi về. Đi về. Con sẽ quên cái hợp đồng này cho chú coi. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha, và cha sẽ mãi mãi trở về, may mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.